Nấm này nấm gì nhìn ngộ không cả nhà? Nhìn giống như là cái bụi cây non á nè. Đó. Dạ. Cũng mình đó, can see này. Đó. This is peace. Đó. Nhìn giống như là cái bụi san hô á ha. Nó mềm mềm, nó giống như là cao su vậy đó. Xin chào cả nhà, tụi mình đang đi vào trong rừng. Cũng mầm peace. Wow, mùa này quá trời nấm luôn này cả nhà. Đó, đi vào rừng nhìn nấm cũng vui nè. Mình không biết là nấm này có ăn được hay không ha. Đó, mình thì không có hái nấm tại vì mình không có biết về nấm á cả nhà. Đây nè. À, thì mình thấy bây giờ có nhiều người người ta đi hái nấm á. Nhưng mà mình không có dám hái tại vì mình sợ nấm độc á, mình không có phân biệt được nấm độc hay là nấm không độc á. Mình thì năm nào mình cũng chỉ vào rừng mình xem nấm cho vui thôi. Đó, con gì nó ăn nó cạp cạp này cả nhà. Ồ, đẹp chưa? Nè. Dạ. Dạ. À, cái nấm này to quá trời to luôn này. Mình mang bao tay vô mình sợ ha, tại vì mình cũng sợ cầm vào những cái nấm độc á nè. Cái nấm này nhìn đẹp ghê cả nhà. Mình nghĩ chắc chắn là ăn được á. Đó. Nè cả nhà, mình quay lên vậy thôi ha. Bạn nào mà biết về nấm á thì có thể vào rừng cái mùa này sẽ hái được nấm. Nó mọc ở chỗ những cái cành cây á. Wow. Ôi, đây quá trời luôn nè. Dạ. Nó mọc thành một chùm nè. Đó. Mình thấy có nhiều bạn mà biết về nấm á, đi hái nấm vui lắm ha. Còn mình thì mình chịu thua. Cho nên là xem cho vui thôi. Mình nghịch cái nấm này nó nhớt ghê luôn á cả nhà. Rờ vào nó nhớt nhợt luôn á. Đây. Ở đây thì có cái loại nấm gì rất lạ luôn này cả nhà. Nó vừa mọc lên là cái nè, cái ấy của nó quéo quéo lại như này nè. Rồi nấm này là cái thân của nó kiểu như dai dai á. Nè. Đó. Nó giống như là kiểu nấm mèo. Cái ngọn cái trên cái đầu của nó thì nó quéo quéo giống như là nấm mèo của mình á. Đây cả nhà. Nhìn ngộ chưa? Đó. Andy nói là chắc là nấm này bị hư cho nên là nó quéo lại nhưng mà không phải. Mình thấy cây nhỏ cây lớn gì đó vừa mọc lên là nó quéo lại như thế này nè, cái đầu nó quéo nè. Mà khi mà mình bóp vào nó giống như là kiểu dai dai á. Nhìn vui không? Đó. Quá trời luôn á. Ở đây thì là nấm màu nâu. Nấm màu nâu to dễ sợ luôn nè. Đó. Cái nấm này nhìn mọc nguyên bụi này, ngon không cả nhà? Mà không biết là nấm gì nó mọc ở gốc cây ra nè. Còn đang ở trong rừng. Ồ, chỗ này quá trời luôn nè cả nhà ơi, nó mọc quá trời luôn. Nhiều nấm lắm ạ, nấm đi 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 coi nấm vui lắm, đi coi nấm thôi chứ còn con không có hái tại vì con đâu có biết nấm độc hay là nấm không độc đâu. Nhưng mà mùa này vào rừng ở chỗ nó mọc nấm bạc ngàn luôn. Dạ. Đó, đây cũng nguyên chùm luôn nè. Nó mọc, nó đủ các loại nấm hết. Mà con không biết là nấm nào ăn được, nấm nào không ăn được. Cho nên là không dám hái. À, mấy đứa nhỏ ở nhà mẹ. Hôm nay là ngày lễ ở Đức. Hôm nay ngày lễ cho nên là được nghỉ. Dạ. Được nghỉ, giờ này thì cũng chiều tối rồi.
Đây ở kế bên đây là có cái nấm màu hồng hồng, thường những cái nấm mà màu đẹp á là nấm độc. Bên đây thì cái nấm nó nhìn gai gai, nhìn nó cũng. Dạ. Con đi coi cho vui thôi. Chứ người ta rành về nấm á thì người ta đi hái nhiều lắm. Còn người con không có rành về nấm. Cho nên cứ mùa thu vô rừng coi cho vui thôi. Rồi giờ này mẹ chuẩn bị ngủ chưa? Đây nè, cứ chỗ nào có những cái gốc cây á là có nhiều nấm rồi cả nhà. Đó. Nấm mọc cả chùm luôn nè. Hả? Còn ở trong sát gốc cây nè. Nấm to chưa? Ồ, nấm này ở trên nó thì màu tím tím, ở dưới thì màu đen thui. Đó. Cái này là mới mọc lên, chưa xòe ra. Còn cái này là xòe to ra rồi nè. Đó. Nấm này có ăn được không cả nhà? Nấm gì đây, nấm gì đây? Để về mình chụp hình lại. Mình chụp hình lại xong rồi mình về mình xem lại. Hello. Trời ơi. Nguyên một cái này nấm nó mọc lên từ gốc cây nè cả nhà. Nấm mọc ở gốc cây nè cả nhà. Nhiều chưa? Đây mình dở ra cho coi nè. Ủa bên trong. Đó. Đó, nó mọc từ gốc cây lên ha. Nấm ăn được hay không thì mình không biết. Đây mình bẻ ra một bụi cho xem nè. Đó, nhiều chưa cả nhà? Quá trời luôn á, nhưng mà mình không biết nó là nấm gì. Đây nè, nó mọc dày dày gốc cây á, quá trời luôn. Bên đây thì đầy nấm màu vàng. Nấm này thì mình cũng thấy có người người ta làm video người ta hái nấm nhưng mà mình vẫn sợ, mình không có dám chắc. Đó, ở cái khu vực mà mình ở đó thì nếu như mà ai rành rọt về nấm, về rau rừng thì có thể hái ăn gần như quanh năm luôn ha. Ví dụ như là mùa xuân á là bắt đầu hái những cái rau mùa xuân như là tỏi gấu rồi rau chân dê. Xong rồi lại tới cải xà lách son, rau cần. Mùa thu thì lại tới nấm. Và mùa thu thì hái được cải xà lách son, cần nước. Đó, rồi chỉ có tháng 12 nè, tháng 1, tháng 2 là không có rau rừng để ăn thôi. Còn ai mà rành về những loại rau rừng, trái rừng, nấm thì tha hồ ăn ha. Giờ thì cũng chiều tối rồi, tụi mình đi về nhà. Mình cũng xin dừng video lại đây. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, goodbye, cheers.